ơi, chú nhớ đây không? Nhớ không? Đâu? Đây nè ông, chú nhớ đây không? Đâu có cái sông. Trời ơi, con hỏi là chú nhớ ở đây không chứ không phải là sông. Không, nhớ không? Con còn nhỏ nói phải chính xác đàng hoàng. Dạ. Cái này là râu chứ không phải lông. Ủa đâu phải, con hỏi là chú nhớ đây không? Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí. Hãy cùng Vitamin Hài cười lên cho cuộc đời sảng khoái. Vé số đi bà con cô bác ơi. Vé số sáng mua chiều xé lột chiều sổ bà con cô bác ơi. Anh đẹp trai ơi, ủng hộ em tại vé số đi. Ủng hộ em giúp đi mà, giúp em đi mà anh. Ghét ghê vậy đó. Vé số bà con ơi, vé số còn nhiều lắm nha bà con ơi. Ủng hộ em bà con ơi. Chị đẹp, ủng hộ em tại vé số chị đẹp. Dạ, sắp này số đẹp lắm à. Đám cưới em người ta mua giùm em đi mà chị đẹp. Còn anh thì đứng xui trong xẻo gì đâu không mà trời. Trời ơi, nay chắc té ôm cái bụng nội luôn ta... Làm gì mày hát? Hello. Tao nghe cái giọng mày là tao không khoái rồi đó. Dạ không làm gì khoái. Tao đang bán ế mà tao rô rối gần chết mà mày hát hò thảnh thơi vậy đó. Tao thảnh thơi nào mày? Chiều nay tao bỏ đói mày. Ủa thảnh thơi gì? Hai cái thằng bán hai cái nghề khác nhau mà thảnh thơi. Chừng nào tao đi chơi mày nói thảnh thơi. Tao bán báo buổi sáng tao bán hết rồi, còn mày bán giấy số thì buổi chiều chứ. Rồi sao đây? Tao đang buồn rắc rối này nè, một chục tờ giấy số nè. Buồn làm gì buồn? Giờ bán ế buồn chứ sao? Ế phải không? Ừ. Đưa đây. Còn nhiêu tờ đây? 10 tờ đó. Ế chứ gì? Ừ. Ôm đi con. Ôm đi. Mày ôm đi, mày trúng độc đó. Mày đổi đời sao? Hiểu không? Chiều nay tao không ngủ gầm cầu với mày nữa. Đó thì bởi vậy tao nói mày nghe. Mày không xấu. Đây, không có xấu. Đây, ngồi đây, tao kể mày nghe. Kể gì? Tao kể nghe cái chuyện tao đi bán báo nè. Vậy nè. Kể đi. Hồi sáng giờ á, tao đi bán á, hả? Được á, gặp những cái người lạ lắm. Cái người lạ mua không à. Lạ là sao? Là không có người quen mua. Người thường thường là người quen, bây giờ người lạ không. Hiểu chưa? Mày nói chuyện quầy vốn quá. Người lạ mua mình mới mừng chứ, đúng không? Mày phải mừng cho tao. Tao mệt ế đây nè. Mày thấy linh chưa? Mày thấy linh không? Ê, tao có cách bán được rồi. Mày thấy linh không? Mà mày phải hợp tác giúp tao nha. Hợp tác chuyện gì? Ê, bây giờ tao giả khuyết tật. Gì? Tao giả khuyết tật. Tao giả khuyết tật. Ý là mày muốn, mày bị sụi đúng không? Bị rồi. Hoàng nhan hồng liệt đúng không? Đúng rồi, lết. Tao lết xuống. Rồi, muốn lết tao cho mày lết. Đi chân đấy. Được chưa? Hết rồi. Vậy số ủng hộ em mà con cô bác ơi. Em tật nguyền đau quá này bà con cô bác ơi. Anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai, anh đẹp trai, đẹp trai. Ê Cương, anh Cương. Cái gì vậy? Cứu ai? Cái gì đứng? Tự nhiên bắt đâu vậy? Từ giờ này chuyện gì? Cái gì vậy? Cướp hả? Anh cướp đâu mà? Tôi là anh sự khu vực này nè. Theo dõi mấy cái vụ mà trộm cướp này là lâu lắm rồi nha. Còn anh nữa. Đứng rồi, đứng rồi. Đưa số đây. Đây chưa, đây chưa. Diễn chưa giống lắm. Diễn chưa giống. Muốn giống không? Đánh thêm què thêm chân nữa. Trời ơi. Vì diễn nó mới giống. Chú ý. Dạ xin lỗi anh. Có sao không bạn? Đau không? Đâu có đau. Thôi nó bầm dập luôn rồi. Tao đâu ngờ là ông đó là ông cảnh sát chìm đâu. Cái kế mày hay quá à. Kế mày hay quá. Tiền mất là tật mang là tao nè. Tiền mày mất tật tao mang. Tao xin lỗi mà. Lỗi gì chút xíu nó vô hả? Nhà thương nằm luôn rồi. Thôi mà, đừng đau nhau hoài. Quái à. Mày,
Ê ê, con dạ kìa. Cái này mới là xịn nè. Ông già mặc đồ bà ba là chắc là nhà quê đó mày. Nhưng mà giờ muốn sang quá. Đi đây. Dạ. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ở đây nè, nhớ chưa? Nhớ rồi, để tao. Đây nè. Về. Chú ơi, chú nhớ ở đây không? Nhớ không? Đâu? Đây nè ông. Chú nhớ đây không? Đâu có cái sông. Trời ơi, con hỏi là chú nhớ ở đây không chứ không phải là sông. Không, nhớ không? Con còn nhỏ nói phải chính xác đàng hoàng. Dạ. Cái này là râu trong phải lông. Ủa đâu phải, con hỏi là chú nhớ đây không? Chứ không phải là râu này, không phải cái này. À. Chú nhớ ở đây không? Nhớ ở đây không? Nhớ ở đây không? Ở nhớ đây không? Đúng rồi. Dạ. Ê, tao ra đây tập suốt luôn mà không nhớ sao được. Trời ơi, chú nhớ rồi. Ê. Dạ, cảm ơn chú. Xích ra, tại tiền tao để bên này. Ủa vậy hả? Trời ơi chú ơi, công nhận chú xì tin quá. Sao? Xì tin. Sao? Sao mà ăn kìa, mang hai chiếc vé kìa, ngộ nha. Đó, sao chiếc này chiếc kia vậy? Là sao? Nè, chiếc màu này chiếc màu nọ. Đó. Ủa vậy sao? Chứ gì nữa chú nhìn coi. Ê, lớn tuổi rồi cũng bắt lem nhem tao ăn lộn thôi. Chứ tin cái gì? Lộn thôi. À chịu rồi. Hay là chiều là mà không thấy đường mang lộn đúng không? Lộn. À chứ không phải xì tin hả? Không phải tin. Là vậy hả? À. Vậy chú ơi, chú nhớ ở đây rồi đúng không? À. Rồi nhớ rồi, cảm ơn chú nè. Bây giờ nè, thấy nó cầm gì không? Chú thấy nó cầm gì chưa? À. Nè, cái này nè. Thấy không? Mà cái số. Đúng rồi, vé số. Dạ. À. Dạ. Vé số đẹp lắm không? Ủng hộ con đi. Đó. Chú nhớ rồi. Tao không mua. À, chứ... Tao không có mua vé số. Không phải cái này là chú muốn mua hay là mua. À. Nhưng mà con nhắc lại vậy nè, chú nhớ đây rồi đúng không? À. Là hàng ngày chú ra đây chú tập thể dục thể thao. À. Cái chú vừa lấy cái mấy cái vé số ế này cho nó nè. À. Đó, thì bữa nay sáng giờ chú quên đó. À. Chú bị quên. À. Nãy giờ nhắc chú nhớ rồi chứ gì. À. Lấy cho nó nữa đi. À. Dạ. Vậy nha, nhớ rồi đó. Đúng nè ông. Dạ. Mối ruột nè ông. Mối. Quên hả ông? Mối đó, chú lãng chú quên đó. Hả? Chú lãng chú quên đó. Nãy giờ mày nói cái gì tao không nghe hết gì hết vậy? Chú bị ơ quên đó. Tao lãng tai. Dạ. Mày đứng lại kia mày nói tao mới nghe. Dạ. Xa quá, nó ồn quá tao nghe không có được. Ở đây mới nghe phải không? Ờ. Rồi chưa, được chưa? Xa nữa đi. Dạ nó nghe. Ờ. Rồi chưa chú? Ờ. Rồi chưa? Rồi. Con nói nha. Chú ơi. Nghe ra. Nghe không? Ờ. Chú nhớ chưa? Hả? Chưa nhớ hả? Nó nhỏ nhỏ thôi. À dạ nó nhỏ. Mày nhỏ quá không nghe. Chú ơi. Ê. Nhớ hả? Nhớ rồi. Nhớ quá. Mua cho nó đi. Ừ. Chứ mày nói về gần thì chát quá, nghe không được. Mua cho nó đi. Dạ, mua cho con đi không? À, thế tụi con tội nghiệp buôn bán giờ gần sắp sổ số rồi không? Dạ, cảm ơn ông. À, còn nhiêu tờ? Dạ, 10 tờ ông. Số đẹp lắm. Đẹp không? Dạ, số đẹp nè ông. Số mấy đây? 150808. Chà. Số này dễ trúng lắm ông ơi. Nó giống số nhà tao nè. Ủa? Nhà tao là 0808. À. Rồi, mua này được nha. Đó, dạ. Vậy là đúng rồi. Trời ơi trời. Như mấy tờ? Dạ, 10 tờ. 10 tờ á? Dạ 10 tờ không? Ừ. Có. Dạ. Mày ngồi gần tao quá nhà dạ, mày. Dạ có, dạ có ngồi sát ở đây mà. Dạ. Trời ơi. Có tiền thối không? Dạ không. Mà dạ, bán? Có không? Con dạ, con bán. Đưa tiền cho con đừng đưa cho nó. Tụi mày khổ như vậy hả? Dạ khổ. Khổ đói lắm ông ơi. Tới giờ mà con chưa ăn uống gì sao? Dạ chưa ông. Ừ. Vậy ta lấy bay 10 tờ nghe không? Dạ. Ừ. Trời ơi. Nè, 10 tờ dạ, là 100 đó, đúng dạ, không? Dạ. 10 tờ này là 100, dạ, đúng không? Ủng hộ, nghe không? Dạ. À, dạ. Nhưng mà mình chơi với số đó cũng giúp ích lợi nước lợi nhà. Dạ, hiểu phải không? Ủng hộ nhau. Dạ ông. Sáng giờ cơm nước gì chưa? Dạ chưa.
cái bụng này là nhìn không nhìn vô là không thấy đói cả. Dạ. Giờ cái mặt xanh xanh là biết đói bụng. Dạ. Cho bay 50 nữa nè. Ôi trời ơi. Hai đứa đi ăn cơm đi. Dạ. Ừ. Cảm ơn chú nhiều lắm. Chừng dạ. nào mà tao trúng số đó tìm tao nghe, sáng nào tao cũng ra đây hết trơn á. Tao đi vòng vòng cho thoải mái hai cái chân vậy mà. Đó thấy chưa? Chỉ có chú thôi. Dạ. Chú đi nghe không? Dạ. Dạ ông đi. À. Ông đi từ từ thôi. Mày chỉ lộn rồi, tao đi đường này. Vậy hả? Nãy tao ra đường đó rồi tao vô phải đường này. Dạ dạ. À. Đi từ từ thôi nghe không? Đi nhanh quá rớt tiền mất con lượm lắm á. Hả? Nói vậy? Dạ. Ông đi từ từ thôi. À, dạ. À. Cảm ơn ông nghe. Hả? Cảm ơn ông. À, nó nói dạ. nó nói chú đừng ăn chả. Vô mánh. Mày thấy chưa? Vô mánh mày. Mày thấy chưa? Mày thấy chiêu của tao chưa? Mày hay lắm mày. Bách phát bách trúng. Mày rất giỏi đấy. Khét đây khét đây. Một đó. Phát một ăn ngay. Ổng mua hết giấy số mà ổng còn cho hai mình 50 nữa nè. À đó, thấy chưa? No rồi thấy chưa? No rồi thấy chưa? Rồi. Rồi giờ bao tao ăn đi. Ăn gì? Mày muốn ăn cái gì? Hải sản. 50.000 mà đâu ăn hải sản. Rồi bạn ơi, hai hộp cơm sáng hộp gì cũng hộp được rồi. Nó chơi thôi. Ừ. Đó. Rồi, sao cũng được mà. Xin thông báo kết quả xổ số giải đặc biệt 1-5-0-8-0-8. Thấy mày vui là được rồi. Thì mày vui là được rồi. Mày buôn bán được, có người giúp cho mày là tao vui rồi. Không phải. Chứ gì đâu phải. Đâu phải đâu. Chứ chuyện gì nữa. Tao nghe rõ ràng nè. Nghe gì? Nghe ổng hả? Ổng đi rồi. Không phải. Nghe đọc sổ số nè. Mày nghe coi. Số này tao nghe quen lắm. Cái gì đâu mà nghe. Xin nhắc lại kết quả sổ số giải đặc biệt. Các số tận cùng mang số 1-5-0-8-0-8. Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Mày nghe không? Nghe cái gì? 1-5-0-8-0-8 đó. 10 tờ tao bán trong già hồi nãy đó. Cái ông... Đúng rồi. Trời ơi, trong cái rủi có cái mai rồi. Chú ơi. Chú ơi. Ăn cướp hả? Không phải, chú ơi. Chú ơi. Chú ơi, ngồi đây chú ơi. Trời ơi. Trời ơi, nãy giờ kiếm chú quá trời quá đất luôn. Trời ơi, thấy chưa? Không, đừng có đụng, đừng có đụng. Để cho chú ngồi tự nhiên đi. Mày mập quá, đứng sao? Đó. Chỗ ngồi chật quá. Dạ, chú ơi. Nãy giờ chú đi thoải mái hả? Chú đi lên học thoải mái chưa? Đi đâu? Đi chơi đó. Đi chơi đúng không? Tập thể dục chỗ này qua chỗ nọ, tập tiếp đúng không? Bơi hả? Không phải. Thể dục, thể thao. Đi chỗ này chỗ nọ. Dạ. Nói lấy lại giấy số coi. Đi, đi. Chú ơi, nãy giờ nó kiếm nó muốn nói chú cái này nè. Mày đứng xa ra, mày nói tao nghe mới được. Mày cứ đứng gần hoài, mày sao tao ồn quá. Vậy phải không? Rồi. Ông ơi, ông trả lại 10 tờ giấy số cho con đi. Hả? Trả lại 10 tờ giấy số cho con. 10 tờ giấy số. Trả lại 10 tờ giấy số cho tôi. Mày nó ồn quá đi, nghe không có được gì hết trơn rồi. Mày quánh kia, rồi, đó đúng rồi. Nè, 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 bắt đầu hai thằng đồng thanh đồng thủ nè. Chú ơi, chú ơi. Trả 10 tờ vé số. Nhớ. Phải không? Nhớ. Số gì? 10 tờ vé số hồi nãy chú thương nó. Chú nói nó lấy đi bán giùm nó. Nhớ chưa? Nhớ không ông? Hả? Mày xa ra nói chú mới nghe. Nhớ không ông? Nhớ cái gì? Đó, trời ơi. Bán giấy số giùm con 10 tờ đó. Chú nhớ rồi phải không? Hồi nãy đó. Chú ra đây chú tập thể dục thể thao. Chú nói là giúp cho nó. Chú đi tập thể dục thể thao chỗ khác. Sẵn chú bán giùm nó 10 tờ. Đúng rồi, ông nhớ rồi, ông nhớ rồi. Giấy số không? Dạ. Đâu? Đâu? Chú giữ, chú bán giùm. Dạ. Tao nhớ để tao có đưa tiền mà. Ủa có hả? Trời ơi trời. Ủa chú nhớ hả? Tao có tiền à. Ủa chú lẫn mà.
lãnh cũng phải nhớ tiền chứ. Có không hả? Chú đưa cho ai? Đưa cho ai? Chú đưa cho thằng nào? Nè tiền nè. Phải tờ này không ông? Đó, tại tao đưa tờ này. Trời ơi, vậy là có đưa tiền rồi. Cái tờ, tờ này của tao nè. Cái tờ này xanh xanh là của tao nè. Ủa, cái tờ này của chú hả? Ừ. Con nhớ đâu có phải đâu ta. Trời ơi. Cái tờ này có số gì là tao vô là của tao nè. Rồi, đúng là tiền này của chú. Tiền của chú đó. Ờ. Dạ. Tụi bay quá tốt đi. Dạ. Tiền chú rớt mà tụi bay lấy được hên quá. Dạ. Đã là chú là mừng rồi. Dạ. Trời Phật sẽ độ tụi con nha. Tiền của ông mà. Ờ, cảm ơn tụi con nha. Dạ ông. Rồi. Vé số ông ơi. Hả? Vé số. 10 tờ giấy số của con. Vé số á? Bán vé số hả? Chú giữ chú đi bán giùm nó, trả lại giùm nó đó. Nó trả tiền lại cho chú rồi. Ủa vậy là tiền nãy tao mua vé số hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ không bán nữa? Dạ nó không bán nữa. Nó muốn ôm. Dạ, nó muốn ôm vé số? Nó muốn ôm. Dạ. Nghèo quá, ôm đi con. Nó thích, nó ghiền. Tại vì nó không ôm, nó ngủ không được. Dạ. Thì đó bây giờ chú trả lại cho nó đi 10 tờ giấy số đó đi là được rồi. Ồ vậy dạ. Sao? Đó, đúng rồi, thấy chưa? Số này đây hả? Số gì đây ta? Phải số dạ. Đó ta mua nhiều quá, tao không nhớ. Đúng số, rồi không? Số gì đây? 150808. Dạ. Số này xui. Dạ, xui lắm ông ơi. Dạ, dạ. Xui. Tao dạ, xui lắm, để con ôm con ấy chơi. Nói chơi 08 là tao không thích rồi. Đúng rồi. Ừ. Tao hồi đó tao có cái nhà số 08 á. Dạ còn không? Ừ, bán rồi. Thấy chưa? Giờ tao bỏ tao luôn. Tao nãy tao biết có số 08 thì tao không mua. Cho nên bây giờ chú mới một bình một cõi vậy đó hả? Ờ. Tao đi đói quá tao đi về. Trời ơi, dạ. Thôi con chúc chú vui khỏe nha. Hả? Chúc chú vui khỏe. Tao không có còn tiền lẻ. Dạ. Với 500 ngàn. Dạ thôi, dạ con cũng không dám lấy đâu. Dạ. Cảm ơn chú nha. Trời ơi, già đi tướng độc quá trời. Dạ. Mạnh giỏi nha chú. Mạnh giỏi nha. Lộn ơi, mạnh giỏi. Vào rồi lộn ơi. Mày khô quá lộn. Ê, ông chưa có giò đó. Ông mạnh giỏi. Tao với mày mạnh khỏe hơn nữa nè. Vào rồi, đổi quá, rồi mày thấy chưa? Trong cái rủi có cái mai, mày thấy chưa? Ê, ngồi xuống đây. Trời ơi. May mắn. Tao đếm rồi, ông đưa lại đủ 10 tờ. Đó, đếm 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ui, đủ rồi mẹ, 10 tờ là đủ nè. Trời ơi. Đúng cái số hồi nãy đọc rồi. Sổ số kiến thiết Cà Mau xin nhắc lại thông báo kết quả giải đặc biệt 150808. Yeah! Vào rồi, độc đắc Cà Mau, vào rồi Lượm ơi, vào rồi Lượm ơi. Trời ơi. Còn vào gì rồi, nữa đâu ơi. Mà khóc với sầu. Đành 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 đành. Này sao mày hát hay vậy? Chứ gì nữa, mày nghe cái số vừa rồi mà hát không hay sao được. Trời ơi. Xe hơi nhà lầu là đây. Hát đi cho mày hát tối ngày lắm. Đã quá, may mắn quá. Lì ơi, kể từ hôm nay mày không còn lì nữa. Sao? Mà kể từ nay Lượm không còn Lượm nữa. Trời, đổi tên. Đổi tên. Trời, người giàu phải đổi tên phải không? Phải đổi thôi. Rồi, ngon lành. Ê mày. Chị gì? Mày tính mua cái gì trước? Muốn cái gì không có. Hả? Đúng mày rồi. Vô nhiêu đây rồi, mày muốn cái gì mà không có. Xin nhắc lại kết quả xổ số giải đặc biệt. Các số tận cùng mang số 150808. Xổ số kiến thiết Cà Mau đến đây là ao. Chúc bạn may mắn lần sau. Cà Mau. Cà Mau. Lộn. Lộn. Cái gì? Lộn rồi mày ơi. Lộn cái gì, tao mới nghe Cà Mau đàng hoàng. Cái này với số thành phố mà, không phải số Cà Mau đâu. Cái gì? Thành phố. Tao không biết chữ nhưng mà anh dùm cái logo là tao biết thành phố nè. Mày coi đi. 150808. Ừ. Đại thành phố. Giờ sao? Lộn đài chứ sao? Ê, ông già kìa. Cái này xỉu ngộ quá. Cái xỉu mình nó cứng đơ luôn. Ông ơi.
Sao không biết cái số trật mà ông đưa cho con vậy? Ủa? Mày đòi lại với tao đâu có đưa mày, đúng không? Mày đòi lại tiền nè, à, con nè. Ông trả tiền cho con đi. À, tự nhiên có 500 mà tao tiền vô túi tao làm sao trả được. Ông kỳ quá à, đưa cái số trật cho con nè. À. Trật, tụi bay mới là trật á. Sao không? Tụi bay là lòng tham không đáy. Ai đưa cái số trật cho mày mà lấy 500 ngàn? Tao có lường gạt vậy đâu. Tại tụi bay có lòng tham tụi bay thôi. Ha? Tụi bay biết sổ cái số này rồi. Mà tụi bay nghĩ là đó đài Cà Mau, tụi bay bị lường gạt tao lấy lại. Đúng không? Tao đâu có lẫn đâu. Được mày. Mày nè, mày đứng lên coi. Mày sợ ai mà mày là chung dưới. Hai thằng bay nè. Tao thường thường ra công viên này đó, tao để ý hai thằng bay dưới đó nè, lường gạt người ta dưới đó. Thằng bán báo và thằng bán dưới số nè, chuyên môn lường gạt người ta. Đừng có sống vậy các con. Mình đó còn nhỏ, phải tập cái tánh là ăn ngay, nói thẳng, làm ăn đàng hoàng thì nó làm ăn phát đạt được. Chứ còn tụi con lường gạt người ta suốt đời, tụi con sẽ khổ ban lụy vào thân thôi. Hiểu không? Dạ hiểu. Ừ. Con xin lỗi chú. Ừ. Dạ con xin lỗi không? Thôi đây nè, tiền tụi bay đã đưa tao đó. Dạ. Tao không tham lam làm gì. Cho tụi bay lại nè. Ông cho tụi con lại không? Còn 150 nãy đâu trả là tao. Cho con luôn đi không? Mày tham quá vậy. Nói thôi. Tao cho tụi bay đó, tao có lấy đâu. Nhớ là từ đây sắp tới đó, tụi bay phải làm ăn đàng hoàng cái chứ. Dạ. Chúng con biết chúng con sai rồi. Ừ. Từ đây về sau á, con không dám sai như vậy nữa đâu. Ừ. Dạ. Tụi bay hứa coi. Dạ. Tụi con xin hứa làm người tốt. Cỡ tụi bay tao nhấp ba bi vừa đủ. Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí. Hãy cùng Vitamin Hài cười lên cho cuộc đời sảng khoái.